Hello, xin chào anh chị quý vị và các bạn cùng trở lại với Mạnh Dũng Ô tô Thái Nguyên. Video clip ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ tới anh chị và các bác một chiếc Honda City sản xuất năm 2014, một con xe mà cực mới, một chủ tư nhân từ đầu, một con xe mà đến lốp dự phòng còn chưa chạm đất. Thì em quay cho anh chị và các bác chi tiết của chiếc xe này, tổng thành từ nội thất, ngoại thất và thân vỏ. Một chủ từ đầu, sơn zin nó vẫn còn rất nhiều. Đấy, vỏ mỏng keng luôn. Và toàn bộ từ những cái khóa cửa, từ những cái da ghế và nội thất nó rất là đều và mới các bác nhá. Phải nói là đây là một con hàng hiếm đấy. Một mẫu xe hàng hiếm thì nó mới giữ được như thế này từ năm 2014 mà dự phòng chưa hạ và xe thì không mất một phân keo chỉ nào. Đấy, tổng thành xe đây. Từ những cái ghế da này các bác nhìn này, bộ ghế da này căng đét này, cho đến toàn bộ nội thất trong xe. Đấy, nó thất trong xe từ những ốc cánh cửa, khóa cửa zin hết, bậc bạ lên xuống này. Đó, đây, tất cả những cánh cửa, riêng cái dòng Honda City này nhá, là nó chấm sơn rất nhiều. Đấy, riêng dòng Honda, không phải những bây giờ là City mà kể cả Civic hay là những cái mẫu xe mà thuộc Honda đều chấm sơn rất là nhiều luôn. Cảm giác như là mình chấm hơi loẹt loẹt. Nhưng mà đấy nó là chấm từ nhà sản xuất đấy. Đây, toàn bộ từ những cái chỉ cửa này. Đó, tổng thành xe là đẹp từ cái xi nhan gương luôn. Rồi là cho đến bộ la răng. Đấy, khám khí thì em vừa khám xong đến 2025. Toàn bộ pha đèn zin này, mặt ca lăng và lưới tản nhiệt này. Đấy, đèn gầm và tất cả những cái mép mí cho đến xi nhan gương hai bên này, xịt cái dầu bóng này. Đấy. Xem vừa dọn xong các bác nhá, vừa mới dọn xong luôn. Đấy, tắp ly này. Cửa lái này, tắp ly cửa lái mà nó còn như thế này luôn. Đấy. Cho đến toàn bộ cột kèo bản lề này. Đây, cột kèo bản lề này. Đây, năm sản xuất 2014 này. Tất cả tem mác rồi là bản lề zin hết. Đây. Cho đến những cái tắp ly cửa sau bên lái này, zin đét luôn. Đấy, chân nỉ này. Chân nỉ này. Đó. Rồi là đến đèn hậu này. Đèn hậu. Và toàn bộ lồng máng này. Đấy, zin đét luôn từ ốc capo sau này. Đây, từ ốc capo sau nhá. Đấy, ốc capo sau đây. Đó. Keo chỉ là zin hết. Đây, tính những cái vấu này. Zin hết luôn. Đấy. Đây, lốp dự phòng này. Các bác nhìn lốp dự phòng chưa chạm đất này. Đấy, lốp dự phòng chưa chạm đất, kích tiếp kích vẫn nằm đây từ mới này. Đấy, kích nằm nguyên đây từ mới luôn. Toàn bộ bản lề các bác nhìn khóa bản lề này. Đây, khóa bản lề này. Cho đến tất cả những cái lòng máng hai bên này. Đó. Zin đét. Máy zin từ mặt dàn cỏ luôn. Xe nó chạy quá ít. Thật sự là rất mới. Đợt em mua được mấy con là rất mới luôn. Đấy đây. Toàn bộ máy này. Đấy. Đây, toàn bộ máy, toàn bộ nỉ trong này, cho đến những cái đầu sắt xi này. Đây, những cái đầu sắt xi và khung giằng đầu này. Đấy, khung xương giằng đầu hai bên này. Đấy, khung xương giằng đầu hai bên, toàn bộ phần nỉ này. Rồi ụ giảm sóc và tất cả những con ốc zin hết. Đấy, những con ốc zin hết luôn. À, những con ốc này và keo chỉ cabo, máy số, côn số zin đét nhá. Côn số zin đét luôn. À. Toàn bộ tổng thành của con xe nó đẹp như này. Cái mẫu này đi thích lắm, dòng Honda City này. Nếu để phân khúc hạng B nhá thì Honda City là mẫu xe mà chạy vọt hơn hẳn so với Accent hoặc là so với Vios. Mẫu xe này nó có trang bị thêm số gảy vô lăng này, tích hợp vô lăng. Phủ số nó mới như này cơ mà, màn hình Android. Toàn bộ từ trần và cam hành trình đầy đủ các bác nhá, vành vô lăng các bác nhìn này. Nó mới dã man luôn. Đấy, 2014 mà các bác nhìn đây. Đấy, xe này không ga một tí nào mà nó đã chạy tới, nó đã lao đi thoát như thế này rồi. Riêng dòng Vios và những dòng xe khác không bao giờ đi được như này các bác nhá. Kể cả số lùi nó cũng cực khỏe luôn. Đấy, cho các bác xem số lùi này. Đây, đây, không ga một tí nào luôn. Đấy, và dòng xe này đi cực kỳ thoát, đoạn này chỉ cần đạp ga thôi là sẽ dính lưng vào ghế, cảm giác như đi một con phân khúc hạng C luôn. Đấy, không ga tí nào các bác nhá. Đây, ga là sẽ đi này. Đấy, cực kỳ thoát luôn mà vòng tua không lên. Đấy. Dòng xe này nó chạy rất là bốc. Nếu để nói về phân khúc hạng B thì City vẫn là dòng xe mà chạy thực sự là thoát nhất so với những mẫu xe mà cùng phân khúc. Bóng khí bên phụ, mặt táp lô nó mới như này cơ mà. Đấy, mặt táp lô nó quá mới luôn. Đấy, toàn bộ tổng thành xe này. Đấy. Các bác mà có nhu cầu với tầm tiền mà loanh quanh hơn 300 triệu, các bác muốn tìm một con xe thật sự chất và thật sự mới,
tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Dòng Honda City form dáng hình thức đẹp, gầm bệ chạy tốt, đồ chơi full. Thì các bác hãy liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại, em sẽ tư vấn cho các bác hoàn toàn miễn phí. Sau đây thì em xin phép được kết thúc video clip và hẹn gặp lại các bác ở những video clip tiếp theo.